Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của trên kênh Hoàng Vũ Center. À, cái password là gì Bình? À, có password à? Phạm Thị hả? Dạ, HB. Phạm Thị HB. HB phở, B bò. À, Phạm Thị HB. Ok. Cái máy này cái tình trạng là để nói sao? Lúc nhận lúc không hả? Dạ, nó bị cứng, lúc nhận lúc không. Thì chúng đoán đó, ba em chúng đoán là bị ổ cứng đó. Là có hỏi giá anh là thay cứng rồi. Dạ. Thì anh báo giá rồi. Nhưng cái này nó 90% là bị ổ cứng thôi nha. À, em hiểu không? Có nghĩa là nó chập chờn. Bây giờ quy trình đó, anh sẽ tháo ra luôn. À, tại anh tháo ra anh đặt ổ cứng khác anh vào anh test. Dạ. Nếu bị ổ cứng anh thay ổ cứng thôi, đơn giản. Anh vệ sinh bên trong miễn phí. Nếu mà bị ổ cứng thì mình chỉ thay ổ cứng mắc bút EA1466 128GB đúng không? Dạ. À, còn trong trường hợp mà nó chập chờn tiếp thì nó là lỗi mainboard. Dạ. À, em cũng hiểu được cái tư duy logic này đúng không? Ok, giờ chờ anh một phút nha, anh test cơ bản qua cái là anh sẽ mở đít máy ra luôn. Dạ. À, máy sợ lỗi ổ cứng thì có cấp dữ liệu được hết chưa? Dữ liệu không quan trọng. À, không quan trọng. Ok, không có gì đáng ngại đúng không? Dạ. Ok rồi, anh sẽ test luôn nha, để anh mấy phút thôi. Trường hợp này thì anh cũng gặp khá nhiều á nha em. Không có dữ liệu gì hết thì cũng dễ làm. Tại vì ổ cứng thì thay nó đơn giản. À, rồi ok, bây giờ anh sẽ test cơ bản cái. Rồi anh ngồi về ổ cứng ra nó còn bàn phím luôn, full chức năng hết, mọi thứ bình thường hết đó. Ok. Rồi anh sẽ xử lý nha. Rồi mở đít thôi mọi người, mở đít cái ổ cứng này dễ lắm nha mọi người ha. Tại nha, ổ cứng này thì anh mở cái đít này nè, 3, 14, 15 gì đó. Rồi anh lắp thôi. Giờ anh gắn cái ổ 128 vào nữa. Là anh test thôi. Rồi mọi người xem tháo cái đít ha. Tháo cái đít máy có mấy con ốc rồi sau đây thôi. Cái này tháo dễ lắm. Đây. Đây cho mọi người xem ha. Đây nè. Đó. MacBook Air A1466 ổ cứng đây nha mọi người. À, mình đã rút cái dây pin này nè để cách ly nè. À, cách ly pin. Giờ mình sẽ tháo cái ổ cứng này cho mọi người xem luôn ha. Này live trực tiếp luôn. Lâu lâu làm video top top cho mọi người trải nghiệm dịch vụ. Đây cái ổ cứng này hơi nóng nhân tạo, hơi nóng nhân tại ổ cứng hơi nóng, ổ cứng 128 2017. À, ok đây ổ cứng nha mọi người, mình sẽ gắn ổ cứng khác mình test. Rồi mọi người đợi mình xíu nha. Cũng sạch nhân tại này, dùng trong môi trường lý tưởng nè, rất là lý tưởng luôn. 2017 tới bây giờ thì em tính là cũng 8, 9, 10, 7 năm rồi ha. Mà nó rất là sạch. Chỗ này thì nó có án xíu thôi. Nhưng mà về cơ bản, cái này có vệ sinh gì chưa mà nó sạch vậy? Chưa luôn hả? Đây là cái hộp ổ cứng SSD nha mọi người. Ổ cứng này khi mình thay á, anh thay á tại anh sẽ thay zin chính hãng theo máy, chính hãng của Apple. Ổ nó màu đen giống vậy luôn. À, đây ổ 128 ha mọi người ha. Mình lấy một ổ 128 này. 128 đây. 128GB hợp nhiều không? Rất là nhiều. Đây mình gắn. Gắn vào là nó biết liền cái gì đâu. Dễ. Cách. Rồi. Nhìn thấy đơn giản quá ha. Rồi. Này anh thay ổ cứng thì bảo hành 12 tháng nữa. Nhận rồi nè. Lên cái user nè, cameraman quay zoom vô xíu thấy folder không? Tại thấy không? Nó nhận rồi nè. Nhưng mà nhận như thế này thì em mô tả là có khi nó chập chờn lúc nhận lúc không. Nên anh phải test một xíu. Thấy không? Anh test khởi động nhiều lần, nhiều anh test khởi động khoảng 10 lần. À nếu mà nó nhận ok á thì chính xác ban. Còn cái của em lúc nhận khác, lúc không, lúc nhận, lúc không, lúc nhận không. Ha. Lỗi trừ. Còn cái ổ cứng này anh sẽ bảo hành 12 tháng. Nếu mà trong trường hợp mà em về em sử dụng á nó có vấn đề gì thì mình đổi trả.
À, hoặc là đem tới đây anh kiểm tra tiếp. À. Này ca này muốn lấy liền luôn không? Dạ, nếu mà xong liền thì để không được. Cứ để. À, thôi anh làm lấy liền luôn, cuối tuần này. Tại vì mai Chủ nhật anh nghỉ á. Ok ha, để em test lại. Tay u cứng luôn. À, rồi nếu bảo hành 12 tháng, nếu có trục trặc vấn đề gì thì mang đến kiểm tra. Hiểu không em? Về cơ bản theo kinh nghiệm anh 99% rồi đó. Còn 1% nữa thôi, sửa điện tử mà. Thì nếu có vấn đề gì thì mang tới kiểm tra. Ok tại ha. Ok mọi người nha.